thưa các anh chị, mẹ và quê hương là hai hình ảnh luôn luôn gắn bó mật thiết với nhau. Nghĩ về mẹ là nhớ đến quê hương. Và mỗi khi chúng ta tưởng nhớ đến quê hương là hình ảnh mẹ hiền cằm cụi, chịu thương chịu khó lại hiện về trong tâm trí. Chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này đều từ trong lòng mẹ mà sinh ra và có một tuổi thơ gắn bó với một miền quê nhất định. Sau đây kính mời quý vị khán giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Quê Mẹ của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng với âm hưởng dân gian đặc trưng của miền quê Bắc Bộ qua tiếng hát ngọt ngào sâu lắng của bạn Ngọc Oanh. Bóng tay ôm mẹ
nghẹn ngào Huế mơ. Hãy subscribe.